vị, đây là thuốc trị bỏng hơ rê được chiết xuất từ cây rễ khỉ, là một bài thuốc gia truyền của người hơ rê và được sử dụng rất là rộng rãi tại huyện miền núi Sơn Hà. Và qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu thì hợp tác xã Ức Xin Sơn Hà đã phát triển sản phẩm này ra thị trường. Và mời quý vị cùng tìm hiểu về quy trình để làm ra một lọ thuốc gia truyền. Chị, một lọ này là bao nhiêu ml chị? Một lọ như thế là 180 ml nha. Chị, rượu rễ khỉ thì cái công thức để mình ngâm ra cái rượu này như thế nào chị? Cái công thức ngâm cái rượu này thì nó cũng đơn giản em. Thì nó gồm rễ khỉ với lại rượu tráng mình thôi. Thì người dân người ta đi thu hoạch trên đường về đó thì mình về mình rửa sạch đi. Rồi mình băm ra thành lát lát mỏng mỏng, sau đó mình ngâm với rượu gạo. Mà rượu là mình ngâm cái rượu loại mà loại nhất á. Dạ. Chứ mình không có ngâm với cái rượu mà người ta pha ra được. Thì cái này mình ngâm thì mình để còn lâu thì cái rượu này, cái sản phẩm này mình dùng nó còn tốt. Tại vì trong cái khi mình ngâm á là nó sẽ có cái chất nhớ, chất nhờn của cái cây đó nó sẽ đũa ra. Dạ. Thì mình dùng cái nhờn đó để mình bôi. Với em là cái loại rượu rễ khỉ này rất là lạ. Chị có thể sẽ giới thiệu cho em một cái cách mà để mình sử dụng cái loại này. À, cái rễ khỉ ngâm rượu này thì mình chỉ dùng đĩa xoa thôi. Dạ. Thì mình đặc biệt là cái này nó hay là nó trị vết bỏng. Ừ. Ngoài cái trị vết bỏng ra thì người ta còn xoa nhức mỏi, hay là có nhiều người họ đau gút rồi đó thì họ về họ xoa cho xoa bóp cho nó đỡ đau. Khi mà mình có vết thương hay là mình như thế nào đó thì mình bôi nó lên trực tiếp lên da thôi. Như thế này nè, mình phải có như thế này. Có độ nhớt. Đúng rồi, có cái độ nhớt mình bôi lên da như thế. Bôi cái lượng như thế nào chị? Thì mình bôi, mình cũng chắc vừa đủ với cái vết thương của mình rồi. Mình như thế nào đó thì tùy mình thôi. Khi sản phẩm mà bán ra thị trường mà để người tiêu dùng mình tin tưởng về các sản phẩm thì hợp tác xã mình làm như thế nào chị? À, để người tiêu dùng mà tin tưởng mà lựa chọn thì trước hết là tụi chị phải làm nhãn mác em. Dạ. Mình làm một nhãn mác như thế này và dạ, có nội dung thông tin đây này, có số điện thoại liên hệ. Dạ. Và cái quan trọng nhất nữa là bọn chị làm cái mã số mã vạch. Dạ. Người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc vào đây và biết được cái địa chỉ nó là từ đâu có cái sản phẩm này. Dạ. Bây giờ người tiêu dùng mà mình muốn mua sản phẩm này thì mua ở đâu chị? Đa số là tụi chị bán cho người quen, xong rồi người ta giới thiệu người khác tìm tới mua ở hợp tác xã của chị ở Sơn Hà. Dạ. À, giá bán một hũ như vậy là bao nhiêu? Giá của một lọ này là 50.000 đó em. Sắp tới thì tụi chị sẽ, hợp tác xã sẽ mở rộng ra cái kênh phân phối để giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng. Và thứ hai nữa là huyện Sơn Hà sẽ, huyện Sơn Hà có những cái hợp tác và nghiên cứu để bảo tồn và phát triển cái sản phẩm, để phát triển cái bài thuốc dân gian này.